Hoàng anh em, hôm nay thì trên tay của mình đây đang là một sản phẩm chưa có mặt trên thị trường, nó mới chỉ đang sắp được gọi vốn ở trên Kickstarter mà thôi. Đây là một khối lập phương đếm giờ và chức năng chính của nó ấy là dùng để hỗ trợ cho những ai gặp vấn đề về việc quản lý thời gian của mình. Sản phẩm này thì nếu ai mà chưa dùng thì sẽ cảm thấy là ô, phí thời gian đấy, sao không dùng luôn bộ đếm giờ ở trên iPhone. Thì cá nhân mình cũng như vậy, cho đến khi mình nhận được cục này và sử dụng nó thì mình mới thấy nó hay ho như nào. Và tên của khối lập phương này là Tick Time Cue. Rồi, bây giờ chúng ta cùng mình để xem là khối lập phương này nó có cái gì hay ho nhá. Và đây là cái khối lập phương này cùng với lại hộp đựng của nó. Hộp đựng thì có thiết kế khá là giống cái khối lập phương này, mình nhìn thấy không? Đó, thiết kế của hộp thì trông như kiểu là một cái phần của khối lập phương này nó thu lại vậy. Và hộp này thì khá đơn giản thôi. Bên trong nó sẽ chỉ có là một sách hướng dẫn sử dụng này. Sách này thì được in màu, các thứ khá đẹp. Và hướng dẫn thì cũng khá là đầy đủ các chức năng của cái khối lập phương này nhá. Và ở bên dưới này nữa thì ta sẽ còn là một cọng dây sạc Type-C, bởi vì khối lập phương này thì sử dụng đầu sạc là Type-C này, không cần phải mua pin nhé, chỉ cần là cắm sạc vào là được nha. Và đó là về phần hộp đựng. Rồi bây giờ thì đến với nhân vật chính là khối lập phương của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có phần màn hình này. Màn hình này thì được làm bằng nhựa thôi và hơi bị dễ bám mồ hôi và dấu vân tay một tí nhá. Các cạnh bên thì cũng được làm bằng nhựa, nhưng mà đây là nhựa nhám và cũng hơi bị dễ bám mồ hôi, dấu vân tay một tí nhưng mà đỡ hơn. Và trọng lượng của cái khối này thì khá nhẹ vì toàn là nhựa thôi. Mặt sau ta sẽ có một cái phần màn hình phụ nữa. Màn hình này thì cũng được làm cùng chất liệu với lại mặt chính và cũng khá là dễ bám mồ hôi và dấu vân tay nha. Rồi, bây giờ thì bật cái đồng hồ lên và mình sẽ nói rõ hơn. Đây, màn hình này, đó, đây nhá. Đầu tiên là khi bật lên này thì nó sẽ hiện các con số này. Con số này thì nó ở đâu ra? Thì em nhìn này, các mặt nhá đều có là 1, 3, 5 và 10. Đấy, nếu mà ta đặt xuống này lập tức nó hiện là đếm ngược 10 phút này. Quay này là đếm ngược 5 phút này. Đây là đếm ngược 3 phút và tiếp nữa là đếm ngược 1 phút. Đó, xoay ra cái số nào ở trên là số bên dưới nó đếm ngược như vậy. Tiện chưa? Và khi mà thời gian đang chạy nhá, nếu ta muốn nó dừng lại, ta sẽ lật ngửa lên như này. Đó, lập tức là nó dừng lại luôn. Và nếu ta muốn tiếp tục thì chỉ cần là đặt lại nó xuống như này. Đấy, lập tức là thời gian lại tiếp tục luôn. Khá là tiện. Thế còn cái dấu vân tay ở trên cả bốn cái mặt này nó là cái gì? Thì khi mà ta chạm một lần rồi nhá, đó, nó sẽ cộng thêm một phút nữa, tối đa được 6 lần này. Đây, như kiểu 1 thì sẽ được là thành 6 phút này. Đó, và con này dùng mạnh thật. Đấy, 6 phút nhá. Và bấm lần nữa lại thành 1. Đấy, đây cũng vậy này, 3 này, 6 này, 9 này, 12 này, 15 này và 18 phút. Đấy, 5 phút thì cũng vậy, có thể lên được tối đa là 30 phút. Đó anh em, hay là 10 phút thì lên tối đa là thành đếm ngược được 60 phút nhá. Đó, tối đa là 60 phút. Thế còn con số 45 này là gì đây? 45 này hay là 60 và 15 rồi là 25 đây là gì? Thì con số này nó có ý nghĩa là nếu mà ta bấm thì ta giữ nhá anh em. Bấm và giữ nó sẽ thành 60. Đó, thấy không? Đây cũng vậy, bấm và giữ nó sẽ ra là 15. Đấy, hay là như này. Bấm và giữ là 45 phút. Đó, bấm này thì ra là con số truy cập nhanh và con số đếm ngược này. Và đây là con số 25. Anh em sẽ thắc mắc là vì sao cái mặt này nó lại là màu đỏ. Bởi vì nhá, khi mà mình giữ này ra con số 25 thì nó lại hiện hình một quả cà chua ở đây. Và số 1 ở đây nữa. Thì bởi vì 25 phút là một con số khá đặc biệt. Bởi vì đây là kỹ thuật Pomodoro. Tức là sao? Tức là kỹ thuật này sẽ chia cái thời gian ta làm việc ra làm 2 phần. 25 phút là để cho làm việc hết sức tập trung. Và tiếp theo sau 25 phút đó ấy, ta sẽ có 5 phút để nghỉ. Thì cái chiếc Tick Time Cue này sẽ tự động là phân chúng ta sau khi hết 25 phút này sẽ tự động là nhảy sang 5 phút nghỉ đó. Và ở phía trên này là số 1 này. Thì cái số này là đến cái số vòng Pomodoro ấy mà ta đã làm. Thì đây là số 1 nhá. Tối đa là chiếc đồng hồ này sẽ lấy được là 4 lần. Sau khi hết 4 lần vừa làm vừa chơi như thế thì đồng hồ này sẽ tự động là tắt đi. Đấy, nó cũng khá là hay. Phương pháp này thì đã được chứng minh là có thể cải thiện độ tập trung khi mà ta làm việc một cách có thể nói là tuyệt đối. Cá nhân mình thì mình đã có thử áp dụng phương pháp Pomodoro này. Sau khi mà mình nhận được cái chiếc Tick Time Cue này thì mình thấy đúng là hiệu suất làm việc của mình tăng lên thật.
thì việc có các con số liên tục ở trước mặt mình nhắc nhở mình như vậy sẽ giúp mình tập trung được hơn vào công việc mình đang làm, không bị kiểu sao nhãng. Nếu mà ta dùng điện thoại nhiều khi lại lôi ra để mà lướt nọ lướt kia, thì khi mà ta dùng cục TikTok này thì mình không gặp vấn đề đó. Và cá nhân mình thấy cái phương pháp Pomodoro mà chiếc TikTok này sử dụng ấy khá là ổn, và mình nghĩ là anh em cũng nên thử áp dụng phương pháp này ở trong công việc hàng ngày nhé. Và khi mà nó đến hết giờ ấy thì nó sẽ kêu lên như này. Nếu mà ta muốn chỉnh âm lượng của cái phần này nhá, ta sẽ bấm vào cái nút V này, đây anh nhìn nhá, đó đây là mức tối đa này. Mình có thể chỉnh nó tắt đi, không rung, không kêu gì cả, hoặc là chỉ rung. Đây, chỉ rung thì nó sẽ như này, em nghe nhá, đó có thể rung khá mạnh đấy. Và nếu mà ta muốn chỉnh âm lượng như nào đó cho phù hợp thì có thể 3 mức để chỉnh nha. Màn hình này thì cũng hiển thị thời lượng pin của đồng hồ còn lại. Và nút nguồn này thì cũng đồng thời là nút tạm dừng được luôn. Đó, đó là về phần màn hình trước và bốn cái cạnh thời gian ở đây. Thế còn cái màn hình dưới cùng này là cái gì? Thì khi mà ta xoay cái mặt này lên trên nhá, đấy, ví dụ mà ta như này, mà ta xoay lên trên thì lập tức là cái phần màn hình phụ này nó sẽ đếm thời gian là một chiếc đồng hồ đếm giờ. Đây, 6 giây, 7 giây này. Và anh em hơi tò mò là nếu mà ta muốn dừng cái màn hình này lại thì sao? Thì đây anh em, đây, lật ngược anh này, lập tức là nó dừng lại luôn. Đấy, 13 giây. Nhưng mà ta phải lật nhanh nhé, nếu không thì nó sẽ lại bị dính vào mấy cái xúc xung quanh này. Và nếu mà ta muốn tiếp tục cái thời gian này, ta lại xoay thật nhanh này. Đấy, là nó sẽ tiếp tục là đếm. Đấy, em thấy không? Nhưng mà ta phải xoay nhanh một tí nhé, vì nếu mà ta xoay chậm nó sẽ lại bị thành con số bên trên này. Đấy, chứ không đếm thời gian đâu. Phải xoay nhanh như này thì nó mới dừng này, xoay nhanh ngược lại này. Đấy, hay chưa? Tức là nếu mà ta muốn đếm ngược thì ta có phần các cái cạnh như này. Và nếu mà ta muốn đếm thời gian trôi thì ta chỉ cần đặt lên như này là lập tức là chiếc TikTok này sẽ đếm giờ chúng ta nha. Rất là tiện. Đó, thế còn nếu mà ta không muốn sử dụng thời gian có sẵn mà ta muốn nó đếm ngược theo ý của chúng ta, custom thì sao? Thì mình sẽ bấm nút đây nhá để nó dừng. Bấm nút này để dừng lại thời gian bộ đếm này, và bấm nút M 2 lần. Đó, khi nào về 00 đây, mình sẽ hiệu chỉnh nhá. Ví dụ mình muốn chọn nó là 2 phút 5 giây chẳng hạn. Đấy, bấm S để chỉnh giây, bấm M để chỉnh phút. Và đặt xuống bàn theo hướng bất kỳ. Đó, lập tức nó sẽ tự động là đếm luôn theo cái thời gian mà ta đã cài đặt. Cái này thì cũng khá hay, nhưng mà hơi khó chỉnh một tí. Em nào phải làm quen một thời gian thì mới chỉnh được cơ. Mình nghĩ là chủ yếu ta vẫn sẽ dùng các cái bộ đếm có sẵn như này thì nó sẽ thuận tiện hơn. Đó, cứ xoay mặt nào là có cái thời gian đó hay là phút nào thì để bấm một lần để nó tăng lên thì nó sẽ tiện hơn. Và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ về TikTok, một khối lập phương đếm giờ. Cá nhân mình thấy đây là một sản phẩm khá là ổn, nó giúp ta tăng độ tập trung này, không bị sao nhãng khi mà làm việc và giúp ta quản lý thời gian tốt hơn. Ai mà chưa có sẽ cảm thấy TikTok này khá là thừa, nhưng mà cá nhân mình sau vài lần dùng ấy thì mình thấy cục này đã giúp mình quản lý thời gian được tốt hơn khá là nhiều so với trước đây. Và về giá thì thực ra thì đến bây giờ mình cũng chưa biết là cục này được bao nhiêu tiền, mình được bên hãng họ liên hệ và họ gửi thẳng cho mình. Mình thấy hay nên mình nhận. Đấy, anh nào quan tâm thì mình có để link cái sản phẩm này của chính công ty mà phát triển sản phẩm ở dưới phần mô tả clip này. Mấy nữa có giá chắc anh em sẽ biết. Cái phiên bản trước của cục này thì có giá đâu đấy là khoảng 34 đô Hồng Kông thì phải. Chắc là rơi vào khoảng độ vài trăm ngàn, không biết cục này thế mới giá là bao nhiêu. Và không biết là thế sao về TikTok thì có thể để lại comment ở bên dưới nha. Đồng thời là nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào cho mình thì cũng comment bên dưới, hoặc là anh có thể gia nhập vào group Rift Công Nghệ ở trên Facebook. Group này thì mình mới lập ra dành cho các anh em yêu công nghệ và cũng chưa có nhiều thành viên lắm. Anh có thể là tham gia vào và ủng hộ mình nhé. Ok, clip chắc là hết rồi. Thế thôi anh em nhỉ. Bye bye.